vị thay chúa tờ rộp hiệp chục chảy cá vị phía là quỳnh ông bì chì vật. Tám rồi dạ mê riêng chảy trả ấn đại khí nhóm thơ lọp bàn sạc xa xoay nhô lực còn lò máu tiếng trong bộ luôn khí nhóm tòa có đôi chia bọc cơ đợt tây khơi thả miễn mà nô tích tụt nà đại miên hiệp chục chảy khăn ông chì vật đói bùm thơ lọp bàn cho lo cắt nơi dưới cả đây lùng bạc cao bì môn màu. Đối chứ nè dưỡng trời tạch chết rũm lực ông phi chí vật ra bỏ chương ở bàn ổ nâng su xung nu trong buộc luôn anh thả tớ dưỡng trời cả vậy dưỡng chọn thua vậy hơi dưỡng chô chất nơi ở vậy đã dưỡng công bông thua nút lăng bọn nà đại chô thua ca rũm lực hơi vì phía hơi bàn mọt chọn hơi ảnh nụ hốt hơi bàn trâm trời tam đâm râu ca nơi chí vật ra bỏ chương. Hiệp ở cha cứ chia vậy đại dương bạch na trong bản đam bay ạ vì vật luôn dương chiên tờ rung trong nơi công phu này chỉ vật nông ca prakop một cờ bò càng nghỉ ca đại dương từ tu ban nơi hiệp chục chế nú có đại xa tại dương miên tham một pol chung rốn phí khắc nông chật nâng ở vậy đại nơi chung vinh không dương tiền on ít cứ việt thật nơ lơ ca tăng chật ở bỏ dương chỉ nhật ngọt na đại môn dương bàn lược yộc ông bà sạc tạo đặc nào khôn đâm nạ cao trong cõi bóng phót đại kết thá à vây tiếng ổn nụ việc khám yên phải giao đại nâng thơ vơ ao dương ai xâm rạch bàn phó nụ tê ca yôn bà rôm cứ chì rương mùi đại xâm khăn bóng phót hai bà khót thá à vây cứ chìa đâm rơ ca ra bọc dương đại bộ bình tạo đòi bóng nông bà thá cả tăng chất nâng ca yôn bà rôm vì cứ chia lùm nòm này phép ở cha đại dương cực này miền nào khăn ông khuôn nâng đặc nòm khuôn dương chúc tờ rộp trong nâng buộc bóng phật này chỉ vật xóm chọn trăm tộc thả ông nát ông nàng cứ chia tham một bộ đoàn ở cha xóm rắp ca thư vơ ca nghỉ bộ chân này hỏi tớp dương cua tài chiếc viên nâng ông nát ông nàng ạ của chân miền xem xem hỏi trân tài chọn trăm thả nhưng mà nơi dây dài khắc ngọc bì đâm ra ca rồi bỏ dường và sân bà dường miền bồng nồn dạng ngút mụt trong buộc luôn dường bồn ná có trời thái tăng chất vừa ai bàn khlăng khla bồn nọc đài tớp dường ai xâm rạch bàn nào ở vậy đời dường trong bàn cành tài chạp vào mặt lại nơi tí ní nhóm xô ông bà bì sắp bà niêm ảnh chung nụ ai luôn ảnh đang bay xong cắt nấy nâng bằng hai ông pi phíp xoa hấp nông ca ảnh à áng trong buộc tham một bộ ca nghĩa nơi chỉ vật nông xếp hơn một bản ní xâm rạp của tì họ đôi tỏ tật tham một bộ nơi chỉ vật anh đang thả luôn anh trở rung rực tới đôi xe lấy xe này hả nâng ca ngục ngôn trong buộc xe này hả riêng cái đại cổng bông tài rụt nơi nơi bề ní chỉ ca bằng hai nơi xe này hả đó xả xịt anh vơ khuôn oi ảnh miên xích đầy sốc xích đầy rịch rí nó phê đăng thà trời bàn rung rực tạc đòi cái đầy xin này hả nâng prôm tự tùa nơi ca bất nông chi vật rô bọc Atma ảnh chô chất miên chi vật nâng miên xích đầy xin này hả Atma ảnh sở lanh khuôn Atma ảnh khlăng rô hốt đòi prôm tự tùa dốc nơi ca lạc đô thamay rô bọc luôn Atma ảnh bất chi ọ cha tiền ọ hai đăng tha sọc gặp hiệp riêng cải đo rừng mòm ra bạc hạt mà anh nơi thầy ai vơ ca nghi bàn giang ọ chà anh nhóm bất chìa bên chật nâng prôm tù tù dọc nơ à vầy vầy tình ọ đài miền sách cái đây sọc vì nâng phó chanh bị khăn ông chật hạt mà anh bánh tùm hứng miền ca to su na mùi đài bẹ bòn tờ nâng cá băng ca tùm nẹ tùm nông ra bạc hạt mà anh nụ tê Atma ảnh nâng bàn đòi ai vì tài tạm chật hai tục ai bạch đồn chia nẹ nòm lời Atma ảnh chưa chạy trong cuộc đuông vị nhìn rồi bỏ Atma ảnh Atma ảnh cứ chỉ mất đòi xe mọt trọng đại sơ tài bàn cụ ở chư cực cực khả miên ca sơ lãnh bình chật nâng rụp Atma ảnh Atma ảnh xong khâm lơ chốc cháy rồi bỏ luôn chỉ nịch ảnh chia mân lục đại cụ ai ảnh ạch nẹ chế nẹ đã đăng ổng bi vị thi khi nông ca bắt đó nâng tù tù nợ đầy sở lành bệnh bệnh mẹ phá lối cát nâng tham mô bồn ca nghĩa á thơ vơ ai miên xì cái đầy sọc trong bộ à vầy đèn ọ xôm xạ là bòn bằng cát nâu ẩm nắng khi nông lâu lọ xâm rạp luôn ảnh bỏ ở lục nét
ឲ្យ បាន សម ស្រប ទៅ នឹង ស្ថាន ការណ៍ ជាក់ ស្ដែង របស់ អស់ លោក អ្នក ចោះ គ្រប់ គ្នា មាន គំនិត ជា ច្រើន លមម នឹង អាច ធ្វើ ការ ងារ រួម គ្នា ជាមួយ អ្នក ដទៃ តែ គេ មាន គំនិត ដូច យើង បាន យ៉ាង ល្អ ប្រសើរ កុំ រវល់ តែ គិត គឺ ត្រូវ តែ ចាប់ ផ្ដើម ធ្វើ វា បន្តិច ម្ដង បន្តិច ម្ដង ទៅ ពេល នោះ វា ប្រកាស ជា អាច រីក ចម្រើន បាន វា ប្រសើរ ជាង ការ រង ចាំ ធ្វើ ជា ត្រង់ ត្រី ធំ តែ ម្ដង ព្រោះ ប្រសិន បើ មាន ការ ខុស ឆ្គង គេ អាច នឹង មាន ការ ចោទ ប្រកាន់ យើង បាន ដូច្នេះ យើង ត្រូវ គិត វិភាគ ទៅ លើ ខ្លួន ឯង ឲ្យ បាន ច្បាស់ លាស់ ថា តើ យើង ត្រូវ ការ អ្វី ក្នុង ជីវិត របស់ យើង ហើយ គិត ថា តើ យើង អាច ធ្វើ បាន ឬ អត់ ត្រូវ ដាក់ សំណួរ សួរ ចំពោះ ខ្លួន ឯង រួច ហើយ ឆ្លើយ ទៅ នឹង សំណួរ នោះ ចោះ ពេល នោះ យើង ប្រកាស ជា នឹង បាន ដឹង អំពី គោល បំណង ដ៏ ពិត ប្រកប របស់ យើង ហើយ បន្ទាប់ មក គ្រឹះ រឹស ផ្លូវ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ មិន យូរ ប៉ុន្មាន ភាព ជោគជ័យ ក៏ ប្រកប ជា នឹង រត់ មក គ្រប់ យើង ជឿ ចោះ ថា លោក អ្នក ប្រកប ជា អាច ធ្វើ បាន ហើយ អាច ធ្វើ បាន យ៉ាង ល្អ ប្រសើរ ទៀត ផង មិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី វីដេអូ បន្ទាប់ ខ្ញុំ នឹង លើក ឡើង អំពី ការ ផ្ដល់ សារៈ សំខាន់ ចំពោះ ខ្លួន ឯង ដែល ជា ផ្នែក មួយ នៃ វិធី ឈានទៅ រក ភាព ជោគជ័យ